Trên màn mình đây thì đang là một em laptop gaming có cái tầm giá cũng rất là dễ tiếp cận, chỉ trong khoảng từ 15 đến 20 triệu. Và em nói thì được sở hữu cái dòng chip thế hệ mới nhất của Intel là chip 13. Và cái card đồ họa mình sử dụng á là RTX 2050. Và dĩ nhiên rồi thì em này nó sẽ phù hợp với tất cả những các bạn tân sinh viên đang chập chững à, kiểu muốn tìm một chiếc laptop gaming có cái hiệu năng đủ cao, đủ mạnh để có thể đồng hành cùng mình trên những cái bài học nè, công việc cũng như là việc giải trí rồi đó. Thì hãy cùng mình đánh giá nhanh em này sau phần intro nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một cái phần ngoại hình của em nó trước nha. Thì như các bạn đã thấy á, thì cái phần ngoại hình của em này á, nó không có gọi là quá hầm hố hay là nó quá cá tính những chiếc máy gaming khác, mà nhìn qua thì nó cũng rất là đơn giản, nó rất là tối giản và nó giống như một chiếc laptop văn phòng bình thường với một cái tông màu á, là màu xám đen, cùng với đó là một cái độ nhám nhẹ nè. Thao tác á, kiểu như là gập lên gập xuống như thế này á, thì mình cảm giác là em nó rất là được chắc chắn nè, nó gia công rất là khít và rất là tỉ mỉ, và thành ra là trong quá trình mình sử dụng á, mình cũng không cảm thấy em nó bị ỏng ẻo hay là bị ọp ẹp một chút xíu nào cả, và nó mang mình đến cho mình một cảm giác yên tâm khi sử dụng á. Và em này á, thì mặc dù là sử dụng cái tông màu đen xám nè, và cái độ nhám cũng có cái độ nhám, nhưng mà đồng thời thì em nó cũng có cái độ bóng nhất định ở đây, thành ra là các bạn có thể thấy á, là em nó vẫn mang đến cho mình cái sự là gọi là cá tính mạnh mẽ mà cũng rất là thanh lịch và tinh tế, đúng không? Và thêm một cái điều nữa thì em này cũng không có quá nhiều điểm nhấn ở cái phần mặt lưng thế này á, thì ngoài cái logo Acer ở trên này ra thì cũng chỉ có logo của dòng Aspire ở cạnh dưới này mà thôi. Và thường á, thì những cái chiếc laptop gaming nó sẽ có cái khối lượng không quá nhẹ nhàng, tính là khoảng từ 2kg trở lên. Nhưng mà em này á, thì cái khối lượng của em nó chỉ có 1,7kg mà thôi. Cho nên là các bạn khi mà bỏ vào trong ba lô hay là trong túi sách á, thì nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích nha. Và nó cũng gọi là không quá nặng nề, chúng ta có thể mang đi đâu đó luôn. Và cực kỳ thuận tiện nếu mà các bạn có nhu cầu làm việc nhiều nè, cần phải đi đây đi đó nhiều luôn á. Và theo cái đánh giá cảm quan của mình nha, thì em này nó sẽ hơi dễ bám vân tay một chút xíu cái phần mặt lưng như thế này. Đặc biệt là cái dấu vân tay nó sẽ dễ dàng hiện ra trong cái việc mà môi trường quá sáng giống như ở cái phòng như thế này á. Cho nên là các bạn hãy lưu ý cái điều đó trong quá trình mình sử dụng để cho chiếc máy chúng ta luôn sạch đẹp. Em máy này á thì được trang bị một cái bàn phím là full size, thì nó sẽ cực kỳ thuận tiện cho những cái anh em nào mà chúng ta cần phải nhập liệu nè, rồi làm những cái tính toán, rồi không biết coding có được bao gồm không ta, thì kiểu như vậy đó, thì nó sẽ cực kỳ thuận tiện cho anh em luôn. Khi mà chúng ta không cần phải với tay lên cái bàn phím số trên này, mà chỉ cần đặt tay qua đây có thể bấm số được rồi nha. Và cái hành trình phím của em này nha, thì mình đánh giá thì nó sẽ nằm ở mức khá là ổn á. Cái nó cũng sâu và cái độ nảy của phím nó cũng khá là tốt, thành ra khi mà mình bấm nó cảm giác nó cũng khá là nịnh tay nè. Tuy vậy thì những cái nút phím nó cũng không gọi là quá to đâu, nên anh em có thể lưu ý hơn một xíu trong quá trình sử dụng để mà không có bị bấm sang những cái phím khác nha. Về touchpad á, thì mình cảm giác là cái touchpad này nó có một kích thước khá là lớn, nó khá là lớn so với cái bàn tay của mình thế này. Thì đối với những cái tay của bạn nam hay những bạn nào mà có cái size tay lớn một xíu thì cái touchpad này nó sẽ nằm ở cái mức là ok và đủ nha. Và khi mà chúng ta thao tác cũng không cảm giác là bị bó hẹp với không gian sử dụng một xíu nào cả, mà nó rất là thoải mái luôn. Và touchpad đó thì nó sẽ có một cái độ nhám hơi nhẹ một xíu, nhưng mà nó cũng khá là mượt nha, và cái thao tác diễn ra cũng khá là ổn áp nè, không có bị rít quá nhiều luôn. Và khi mà tay mình ra mồ hôi nó cũng không có bị rít nha. Về màn hình á, thì em Acer Aspire 5 này được trang bị một cái màn hình là 15.6 inch, nhưng mà kèm với đó là cái việc á, mà cái viền màn hình của em nó khá là mỏng á, thành ra cái góc nhìn chúng ta sẽ có cảm giác là nó được mở rộng hơn rất là nhiều luôn. Và em này thì được trang bị cái độ phân giải Full HD cùng với đó là tấm nền IPS, cho nên là cái hình ảnh mà em nó mang lại cũng khá là sắc nét nè, và các chi tiết cũng được tái tạo khá là ok, khá là dễ nhìn nè. Và cái hình ảnh cũng như cái màu sắc cũng khá là sinh động và nó rất là tươi sáng và trong trẻo, thành ra là mình cảm thấy cũng khá là ổn khi mà sử dụng em nó với cái mục đích như là xem phim, chơi game và giải trí, cũng như là làm việc những cái phần mềm về cái đồ họa đồ đó. Tần số quét của em nó sẽ là 60Hz, cho nên là khi mà các bạn chơi game nè, nhất là những cái tựa game có khung hình chuyển động cao nè, cũng như cái tốc độ nhanh á, thì nó cũng sẽ không có xảy ra cái tình trạng là bị giật hình nè, bị nhiễu hình hay là bị xé hình quá nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn để những cái cấu hình đồ họa quá cao á, thì mình nghĩ cái tình trạng đó nó sẽ xảy ra đôi chút nha. Tiếp theo thì cùng nhau đánh giá nhanh qua phần thông số hiệu năng của em này và những gì mà
em nó có thể mang lại cho chúng ta Vidachi Ford RTX 2050. Cho nên á, là hả, đối với em này á, thì những cái tác vụ đến từ những cái công việc văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint, đánh máy, vỏ văn bản rồi các kiểu á, thì nó được diễn ra rất là mượt mà và trơn tru luôn. Và đồng thời thì em nó cũng có thể hỗ trợ chúng ta cho cái việc là thiết kế nè, đồ họa nè, dựng phim, những clip với những cái phần mềm từ cơ bản đến chuyên dụng như là Canva nè, rồi Photoshop, CapCut hay là Premiere. Thì các bạn có thể thoải mái sử dụng em này để mà vừa đi học nè, vừa đi làm những cái mà liên quan đến đồ họa như là sáng tạo nội dung nè, rồi editor các kiểu đồ đó. Và đồng thời thì em này cũng sẽ cho chúng ta khả năng là chơi được những cái tựa game từ nhẹ đến nặng nè, từ Liên Minh Huyền Thoại nè, CSGO đến cả những cái tựa game như là Battlefield, rồi GTA 5, rồi nói chung là rất là nhiều cái tựa game khác nhau mà các bạn có thể thoải mái chơi cái em này và có thể đảm bảo được cái mức FPS game đó ở cái mức ổn nha. Còn cái phần RAM của em này á, thì em nói có cái mức RAM khá là ổn áp đối với một chiếc máy laptop gaming là RAM 16GB. Thì với cái mức RAM 16GB như vậy á, thì anh em có thể thoải mái đa tác vụ nè, mở rất là nhiều tab, nhiều ứng dụng lên với nhau luôn mà không lo là xảy ra cái vấn đề là bị giật lắc hay là bị đứng máy trong quá trình mình sử dụng. Nhưng mà nếu mà anh em có nhu cầu cao hơn nè, làm những cái tác vụ nặng hơn, có thể cân nhắc nâng cấp lên đến 32GB để có thể thoải mái hơn nha. Và đồng thời SSD của em nói là 512GB. Theo mình đánh giá thì đây là một cái không gian lưu trữ khá là ổn áp nè, mà có thể lưu trữ rất là nhiều tài liệu cũng như một vài tựa game ưa thích, rồi video clip cũng như là ảnh ọt rồi các kiểu rồi vậy đó. Rồi cái tốc độ truy xuất và vận hành máy cũng khá là nhanh chóng và ổn định, không cần phải chờ đợi gì nhiều hết. Nhưng mà nếu mà anh em có nhu cầu cao hơn á, có thể nâng cấp lên đến 1T để có thể thoải mái hơn cái việc sử dụng nha. Tiếp đến là về phần pin của em này, thì em nó được trang bị một cái viên pin là 50Wh nên nó sẽ cung cấp chúng ta thời lượng sử dụng là đâu đó khoảng 4 tiếng cho những cái tác vụ học tập văn phòng bình thường. Còn nếu mà các bạn á, làm những cái thao tác dựng đồ họa nặng hơn nè, chơi game nặng hơn và làm đa tác vụ nhiều hơn á, thì nó sẽ ở trong khoảng đâu đó là khoảng 2 đến gần 3 tiếng một chút. Cho nên là mình vẫn khuyên là các bạn hãy cắm pin trong quá trình sử dụng nha. Nhìn chung thì trong cái tầm giá trong khoảng 15 đến 20 triệu á, thì em máy này chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho những bạn tân sinh viên nè, những bạn mà đang cần tìm những một chiếc máy laptop gaming không quá nặng nề mà vẫn đảm bảo được là hiệu năng mạnh mẽ, cùng với đó là những cái khả năng có thể đáp ứng được từ nhu cầu học tập văn phòng đến cái việc giải trí đồ họa các kiểu luôn. Và nếu mà các bạn hứng thú với em này á, thì có thể tham khảo qua đường link mình để dưới phần mô tả nha. Và đối với em Acer này thì mình còn một điều nữa muốn chia sẻ là khi mà các bạn mua em Acer Spartan 5 thì các bạn sẽ được trải nghiệm chương trình 3S1, bảo hành VIP 3S1 3 ngày 1 đổi 1, bảo hành nhanh chính hãng trong vòng 3 ngày kể cả thứ bảy chủ nhật. Và nghe có hời không ạ? Nghe quá là hời luôn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video lần này. Hy vọng rằng mình đã đem đến các bạn một chiếc laptop gaming cực kỳ hữu ích cho công việc của bạn sau này nha. Và video cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau nhé. Bye bye.